Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip ngày hôm nay mình quay cho bà con xem về một cái vườn trồng đậu cô que của bà con nông dân ở Đắk Lắk. Thì nói chung là cây củ que là một trong những cái cây rau màu chúng ta cũng thấy nó là một cây siêu lợi nhuận, giá thành nó dao động từ 7 đến 10 nghìn một ký. Nói chung là giá đó là giá sỉ tại vườn của bà con nông dân chúng ta bỏ. Thì tùy theo những chia sẻ kinh nghiệm bà con từng khu vực á, chúng ta có những cái phương pháp trồng khác nhau. Thì với vườn đậu cô que này, mình quay cảnh mà bà con nông dân đang thu hoạch tại vườn, nói chung là rất là thích. Nói chung là mô hình này trồng nói chung là phòng bệnh và chăm sóc rất là hiệu quả. Bà con xem này, trái rất là đều, xanh và đẹp. Thì qua clip này mình cũng sẽ nói sơ về cái phương án mà nhất trồng và chăm sóc như thế nào cho cây cầu que nó hiệu quả và cao. Thì cái về cái việc đầu tiên á, đó là cái việc thời vụ. Đậu cô que là thuộc loại họ thân leo, ưa sáng, ưa nhiệt độ ẩm, phát triển tốt từ 25 đến 35 độ C. Thì cây đậu cô que chúng ta có thể trồng quanh năm, nhưng tốt nhất á, là chúng ta trồng vào tháng 8 và tháng 9. Và trồng những cái tháng này á, nó cho năng suất rất là cao và ít sâu bệnh. Thì về vấn đề thứ hai là giống, có rất nhiều loại giống, nhưng tốt nhất á, chúng ta chọn giống F1 như cô que Thái và cô que Chiatai. Và quả thứ nhất là quả dài hình tròn, nó dài tầm 14-16cm và đường kính nó 0,7-0,8cm, hạt trắng, trọng lượng nó từ 15-18g, rất là ngọt và ngon và rất phổ biến trên thị trường. Và cái thời gian thu hoạch của nó là đều ở thời điểm là 50-55 ngày sau thời gian gieo. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề chuẩn bị đất. Thì bà con chuẩn bị đất cho mình, thứ nhất là làm sạch cỏ, bón vôi, kè đất, phơi ải 7-10 ngày. Mục đích là để giúp đất tơi xốp, tăng độ pH và diệt trừ sâu bệnh hại nấm trong đất. Chúng ta phải lên liếp làm luống, đất phải cày bừa, chúng ta phải xới nhỏ ra. Thì mỗi cái luống chúng ta phải mở rộng từ 0,6-0,8m và cao từ 20-30cm. Và khoảng cách từ luống này đến luống kia thì tầm khoảng 1,2m. Và cái việc bón lót đối với đất pha cát, chúng ta bón vôi, cộng lăn, cộng phân hữu cơ và một số loại thuốc trừ sâu như Furadan á, chúng ta để trừ sâu bệnh và dế cho nó cắn. Cách bón thì chúng ta đánh rãnh, rải phân rồi sau đó lấp đất. Thì tùy vào khu vực, chúng ta có khu vực đó, chúng ta phủ bạt và chúng ta không phủ bạt, thì đó tùy vào khu vực của bà con. Và chúng thứ hai chúng ta là dùng lạt cố định, chúng ta phải dâng thành những cái dàn lưới ở trên chúng ta cho cái cây chúng ta bò. Và cái thứ hai ở cái này về cái phủ bạt á, thì mình nói riêng ra một số bà con chúng ta phủ bạt á, thì chúng ta nên phủ bạt á, có kích cỡ khoảng 1m, chúng ta dùng tre lạt cố định và phủ lại bạt để tránh gió làm quật bay bạt ảnh hưởng đến bộ rễ của cây. Về vấn đề đục lỗ á, thì có nhiều cách đục lỗ và cái cách hai cách dưới đây mình sẽ nói cho bà con về cách đục lỗ. Đó là một, mình nói riêng về trường hợp này là một số bà con chúng ta trồng đậu cô que phương pháp phủ bạt nha, để tránh tình trạng làm cỏ rồi đó. Cách 1, chúng ta dùng nhựa PVC phi 60 cắt hình bánh răng á, như kiểu lốp xe. Chúng ta cần đục lỗ, chỉ cần đục mạnh trên xuống là được rồi. Sau đó là chúng ta trồng được rồi. Về vấn đề thứ tư á, mình nói bà con vấn đề làm dàn. Hiện nay có 4 cách làm dàn: làm dàn chữ Y, làm dàn chữ U, làm dàn chữ A và làm dàn chữ X. Thì mình khuyên bà con á, chúng ta nên làm dàn chữ U và chữ A để dễ thu hoạch và thuận tiện cho việc chăm sóc sau này. Vấn đề thứ năm là cái vấn đề kỹ thuật gieo trồng, trồng cây con. Thì chuẩn bị mà gieo hạt á, thì chúng ta phải xử lý hạt giống bằng nước ấm 2 sôi 3 lạnh, cũng tất cả cái dòng rau màu thì hầu như là 2 sôi 3 lạnh hết. Chúng ta ngâm trong vòng 4-6 tiếng rồi vớt ra, rửa sạch, ủ trong khăn vải. Sau 24 giờ hạt sẽ nứt nanh ra, chúng ta đem đi trồng. Lưu ý là khăn vải ủ không được quá ướt, không được quá khô vì sẽ làm hư hạt và tỷ lệ nảy mầm rất là thấp. Hạt sau khi nứt nanh á, chúng ta phải trồng hết trong ngày, nếu để qua ngày để mọc dài thì chúng ta đem vô trồng sẽ dễ bị gãy. Về việc trồng cây á, thì đầu tiên chúng ta phải xới nhẹ lỗ trồng rải ít thuốc sâu, sau đó chúng ta gieo hạt và phủ một lớp đất mỏng lên. Thì vấn đề lưu ý bà con phải rải thuốc trừ sâu để dế và một số là côn trùng khác không cắn và phá hoại ảnh hưởng đến hạt khi mà nảy mầm và
nảy mầm sau này. Vấn đề thứ sáu mình cũng nói bà con á, là cái vấn đề bón phân, tưới nước và làm cỏ. Đầu tiên là bón phân, bón thúc lần 1. Sau khi gieo trồng tầm 10 đến 15 ngày á, cây có khoảng 3 đến 4 lá thật á. Chúng ta bón thúc lần 1. Bón thúc lần 2 á, sau khi gieo trồng từ 20 đến 25 ngày á, bắt đầu có tua cuống là bón thúc lần 2. Và bón thúc lần 3 là khi sau khi gieo trồng từ 30 đến 35 ngày á, khi cây đã cho trái. Thì phân bón ấy, thì nói chung là có rất nhiều loại phân bắt đầu bón. Chúng ta có thể bón phân đầu trâu 20 20 15 TE. Có thể chúng ta bón một số lần phân bón mà dạng viên nén á, của các dòng phân như bên nước ngoài chúng ta nhập khẩu á. Thì về phân bón sử dụng qua lá thì chúng ta có thể dùng một số loại phân bón lá. Về nước tưới á, thì chúng ta tùy vào trong đất mà chúng ta có những cái độ ẩm đất á, chúng ta tưới khác nhau. Và nếu bà con có điều kiện, bà con có thể lắp hệ tưới phun sương ở xung quanh trong cái ruộng trồng đậu que của mình. Thì về làm cỏ thì mật độ cỏ thì bà con nên nhổ cỏ, nếu cỏ quá nhiều chúng ta dùng cuốc, chúng ta cuốc. Thì về thứ bảy là phòng trị sâu bệnh, thì về sâu hại thì chúng ta cũng có rầy xanh, sâu xanh, bọ xít xanh và một số rầy đẹp xác, và có bọ trĩ, nhện đỏ, rầy mềm, ruồi vàng đục quả. Về về nấm bệnh thì có bệnh chết nhanh, chết chậm, thối rễ, lở cổ rễ. Thì bệnh héo rũ, bệnh sương mai, tháng thư, nấm hồng, rỉ sắt. Thì hầu như những cái bệnh này thì mình cũng khuyên cho bà con á, là phun phòng, tưới gốc. Thì một số bà con sử dụng sản phẩm bên mình á, thì mình cho bà con sử dụng cái nano bạc đồng, hợp kim và cái đồng oxy clorua, chúng ta pha phối hợp và phun định kỳ 5, 7 và 10 ngày một lần là phun phòng. Và cái cuối cùng là cái 8 là thu hoạch sau khi trồng á, từ 50 đến 55 ngày á, tùy vào giống cây của bà con thu hoạch. Thì thời gian thu hoạch á, thì bà con luôn luôn phun phân bón lá để cho cây nó luôn luôn phát triển và kéo dài được cái thời gian thu hoạch. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh và đã cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi về cái clip mình quay, bà con xem về mô hình trồng cây đậu que. Xin cảm ơn.